Việt Hương bị méo một bên mặt vì làm việc lao lực quá độ. Việt Hương phải châm cứu và kết hợp phương pháp đông y để điều trị căn bệnh méo mặt. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương luôn nỗ lực và nghiêm túc khi làm việc. Nữ diễn viên không ngần ngại lăn xả để có những thước phim đẹp nhất trong các dự án phim. Tuy nhiên mới đây khi chia sẻ với Dinh, Việt Hương cho biết vào sáng ngày 5 tháng 4 sau khi thức dậy cô phát hiện toàn thân ớn lạnh. Điều đáng lo ngại chính là một bên mặt của nữ diễn viên đã bị méo. Đứng trước sự cố sức khỏe của bà xã, chồng Việt Hương đã chủ động liên lạc với các bác sĩ công tác tại ở bệnh viện Chợ Rẫy để hỏi về tình trạng của nữ diễn viên. Ngay sau đó bác sĩ đã đến tận nhà riêng để khám và điều trị cho Việt Hương bằng phương pháp châm cứu. Việt Hương cho biết cô vô cùng lo lắng khi một bên mặt bị méo, đến chiều nay. Tôi phải châm cứu và hơn ngại cứu để đỡ giật. Bác sĩ nói may mắn vì phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Về nguyên nhân khiến bản thân đổ bệnh, nữ diễn viên cho biết thời gian gần đây cô đã tham gia ghi hình cho dự án điện ảnh mới tại Cà Mau. Trong quá trình quay phim, mỗi ngày Việt Hương phải ngâm mình trong nước ít nhất 6 tiếng đồng hồ, vì vậy, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi thường xuyên bị đau bụng, mất cột hơi. Bác sĩ cho biết thời gian tới, tôi vẫn phải tiến hành châm cứu kết hợp điều trị bằng phương pháp đông y để ổn định sức khỏe. Để có thể hóa thân vào nhân vật tốt hơn, Việt Hương đã nhuộm da nâu. Sự chăm chỉ, nghiêm túc và cầu tiến của Việt Hương khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.